Happy New Year, chúc mừng năm mới, chúc cho tất cả các bạn và các anh một năm mới 2021 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và sự giàu có. Cho năm 2021 thì Ngọc Anh luôn luôn cầu mong cho một năm 2021 cho toàn thể người dân Việt Nam nói chung và cho toàn thể thế giới nói riêng đẩy mạnh và đẩy lùi được dịch Covid-19 để chúng ta được kết nối, được chia sẻ, được thành công nhiều hơn. Đây là điều mong muốn nhất mà Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn. Ngồi đây vào đêm giao thừa, vào khoảng 2 giờ sáng của ngày đầu tiên của đêm giao thừa, Ngọc Anh muốn có thể chia sẻ cùng với các bạn để các bạn thấy được niềm vui lớn nhất của cuộc sống, niềm vui lớn nhất của cuộc đời, đó là kinh doanh là phải có cuộc sống, du lịch cũng là phải có cuộc sống. Trong năm 2021 vừa qua thì Ngọc Anh luôn luôn thay đổi, luôn luôn cố gắng và luôn trao dồi được học hỏi. Ngọc Anh dành rất nhiều thời gian để có thể đi học, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Để trong năm 2021 chúng ta có sự chuẩn bị. Trong sự chuẩn bị chúng ta thì các bạn nhớ là luôn luôn tự tin tỏa sáng nha, tự tin tỏa sáng và tự hào về những gì chúng ta làm được. Thì trong khoảng 15 năm vừa qua, trong kinh doanh hệ thống thì Ngọc Anh luôn luôn tự hào là mình đã làm được những gì, đã chia sẻ được những gì, đã có những gì thành công. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các bạn đặt câu hỏi. Thì hôm nay Ngọc Anh xin chia sẻ với các bạn về xu hướng của năm 2021, đó là kinh doanh online. Ngọc Anh học được ở rất nhiều và người thầy của mình, đó là thầy Phạm Thành Long. Thầy đã chia sẻ cho tất cả những anh em Eagle, tất cả nhá, hàng triệu người trên nước Việt Nam chúng ta đã thay đổi được tư duy, thay đổi được phong cách sống, thay đổi được kinh doanh. Và đặc biệt là thầy đã chia sẻ, đã làm cho rất nhiều người thay đổi, trong đó có Ngọc Anh, đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, có thể ngồi đây và chia sẻ, ngồi đây và theo dõi hết kênh YouTube của Ngọc Anh và có thể theo dõi hết video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì Ngọc Anh có thể nói dài hơn, sâu hơn và chia sẻ nhiều hơn nữa về giá trị sống và không cách sống và giá trị cốt lõi. Ngọc Anh luôn luôn trao giá trị cho các bạn. Chỉ cần các bạn trao niềm tin cho Ngọc Anh thì Ngọc Anh sẽ trao giá trị cho các bạn, những giá trị tốt đẹp nhất mà Ngọc Anh muốn mang lại cho các bạn. Trong cuộc sống chúng ta luôn luôn phải có sự chuẩn bị, đúng không ạ? Trong một năm 2021 vừa qua có rất nhiều biến cố về dịch Covid, đúng không ạ? Từ đầu năm đến cuối năm, nhưng Ngọc Anh luôn luôn chuẩn bị sẵn cho mình một phương án, chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống mới, chuẩn bị sẵn cho mình một sự chia sẻ mới, một thay đổi mới để có thể tiếp cận cho tất cả những khách hàng. Chăm sóc khách hàng là phục vụ, bán hàng bằng hơi thở. Đó là những cái chia sẻ mà Ngọc Anh mong muốn có thể ngồi đây và chia sẻ cùng các bạn. Nếu các bạn hãy subscribe, hãy chia sẻ, hãy đăng ký kênh YouTube của anh để anh chia sẻ nhiều hơn nữa cho các bạn nhé. Các bạn có thể là bấm vào comment dưới đường link của kênh YouTube này để các anh có thể chia sẻ với bạn nhiều hơn nữa, chia sẻ với các bạn về những giá trị sống trong thời gian vừa qua mà anh đã có được. Rất nhiều các bạn đã hỏi các anh thay đổi rất nhiều, đó là trong cái môi trường sống, trong cuộc sống. Trải qua rất nhiều những khóa học của thầy Phạm Thành Long, thầy đã cho Ngọc Anh thay đổi hoàn toàn con người của mình. Trải qua rất nhiều những khóa học như tinh thần doanh nhân, siêu xuất sắc chiếc tầm, hay là đánh thức sự giàu có, rồi những khóa học như lập trường vĩnh mệnh, rồi những khóa học như Ultimate Channel, là những khóa học mà Ngọc Anh đã trải qua rất nhiều sự thay đổi. Các bạn có thể tin được, có thể ngồi học, chúng ta có thể thay đổi cho chính bản thân mình. Các bạn có thể học cùng thầy Phạm Thành Long từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sau đó các bạn có thể làm bài tập và học tới 5 giờ sáng rồi chạy bộ. Đó là những sự thay đổi hoàn toàn. Bao nhiêu anh chị các bạn đã có thể sẵn sàng cho một sự thay đổi của mình, sẵn sàng chạy bộ cho buổi sáng nhá, sẵn sàng chạy bộ buổi sáng vào lúc 5 giờ sáng các bạn ạ. Và những thời tiết giá lạnh như 1 đến 2 độ C và các bạn sẵn sàng chạy bộ tới lúc 4 giờ sáng mà để cho ta một sức khỏe cường tráng, cho tự là một ngày làm việc năng lượng 200% năng lượng. Bao nhiêu anh chị các bạn có thể chạy 15 tới 20 cây số trong buổi sáng, có thể như Ngọc Anh được thì hãy giơ tay lên và nói với Ngọc Anh để Ngọc Anh có thể chia sẻ cùng các bạn. Đây là những cái giá trị sống, những công việc mà Ngọc Anh có thể thay đổi được cho chính bản thân mình, cho chính hệ thống của mình. Sau khi tất cả những khóa học đó Ngọc Anh đúc kết lại thì đây là những cái sự đúc kết hoàn toàn mới mẻ, cho thay đổi mới, cho chính cái môi trường mới, cho công việc mới trong năm mới 2021, đó là kinh doanh online. Xu hướng mới của năm 2021 đó là kinh doanh online. Bao nhiêu các bạn có thể hiểu được cái thế nào là kinh doanh online? Là một người chủ, là một người tổng giám đốc của một hệ thống. Nhưng mà Ngọc Anh có thể chia sẻ với các bạn có thể chưa biết ngày hôm nay
nhưng mà các bạn có thể sẽ biết vào một năm sau, biết vào một thời gian sau, nếu như nó quyết tâm thay đổi chính cái bản thân mình, quyết tâm thay đổi chính con người của mình và quyết tâm thay đổi chính công việc của mình để tạo được cho một nền móng mới, một sự chia sẻ mới cho tất cả những hệ thống và nhân viên của mình. Ngọc Anh đã thay đổi được rất nhiều người, rất nhiều các bạn nhân viên của mình. Thì đây Ngọc Anh muốn chia sẻ với các bạn và cảm ơn một người thầy vĩ đại của Ngọc Anh, đó là thầy Phạm Thành Long. Thầy đã làm thay đổi hoàn toàn con người của anh, từ một con người là thích ăn nhậu, thích chơi bời, thích đá banh, thì bây giờ Ngọc Anh đã thay đổi hoàn toàn, và có thể thay đổi hoàn toàn và đã bỏ được thuốc lá và bỏ được tất cả rất nhiều thứ. Đây là những chia sẻ mà Ngọc Anh mong muốn có thể truyền tải những thông điệp mà Ngọc Anh đã học được, đã chia sẻ được cùng tất cả những anh em Eagle, đã cảm nhận thấy được mình phải thay đổi cho chính bản thân của mình trong xu hướng mới của năm 2021. Có thể một số các bạn sẽ suy nghĩ cho năm 2021 sẽ là một năm đại dịch lớn hơn, nó sẽ làm khó khăn hơn. Nhưng với Ngọc Anh thì càng khó khăn nhé các bạn ơi, càng khó khăn Ngọc Anh càng thay đổi, càng khó khăn càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thay đổi cho chính con người của mình, để phát triển cho chính mình. Đây là những chia sẻ mà Ngọc Anh mong muốn có thể chia sẻ cho các bạn. Ngồi đây vào khoảng hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng mà sự chia sẻ này nó chỉ khoảng mấy phút thôi nhé. Ngọc Anh thách thức các bạn có thể theo dõi hết nha, theo hết cái video ngày hôm nay để Ngọc Anh chia sẻ các bạn, và thách thức các bạn có thể comment ở dưới video này nhé, để Ngọc Anh chia sẻ các bạn nhiều hơn nữa. Hãy đăng ký kênh của Ngọc Anh, hãy chia sẻ để Ngọc Anh có thể truyền tải những thông điệp mới, những thông điệp mới nhất để trong xu hướng kinh doanh online trong năm 2021 cho tất cả các bạn. Hiện tại thì Ngọc Anh đang làm công việc chính của mình, đó là kinh doanh hệ thống spa và thẩm mỹ viện. Thì đây là một trong những ngành nghề rất chi là nhạy cảm trong năm 2021. Thì bao nhiêu anh chị và các bạn chủ spa muốn được trực tiếp Ngọc Anh đào tạo trong năm mới 2021, thì Ngọc Anh mong muốn sẽ đưa ra một cái dự án, đó là đào tạo cho những chủ spa phát triển cho chính hệ thống của mình, giống như hệ thống của Ngọc Anh. Bao nhiêu anh chị các bạn muốn có thể đăng ký trước nha. Ngọc Anh sẽ miễn phí hoàn toàn những học đầu tiên có thể dành tặng cho tất cả các bạn, để các bạn cảm nhận thấy là cuộc sống của mình có rất nhiều cái chia sẻ. Người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn sẽ là người nhận được nhiều nhất. Các bạn hiểu cái này không ạ? Người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn nhé, sẽ nhận được nhiều giá trị nhiều hơn nữa. Và các bạn nhớ là chúng ta phải có rất nhiều cái để chia sẻ. Chúng ta có rất nhiều cái để cho khách hàng thấy, cảm nhận thấy đây là một trong những giá trị sống, giá trị cốt lõi mà mình thay đổi được cho chính công việc của mình. Ở video tiếp theo thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn về những tất cả những bạn tham gia vào BNI nhé, BNI Chapter Online. Đây là một trong những cái cộng đồng mà có thể chia sẻ cùng các bạn, để trực tiếp thầy Phạm Thành Long đứng ra là chủ tịch của cái BNI Chapter đó. Sau một cái dịp mà Ngọc Anh mời thầy Phạm Thành Long cùng với chủ tịch của BNI Thế Giới, đó là Hồ Công Minh, về với Phú Quốc. Sau khi 1-2 ngày đi du lịch cùng với thầy Phạm Minh Long Phú Quốc, Ngọc Anh nhận ra được cái giá trị của mình, nhận ra được chính cái mối quan hệ của mình. Trong cuộc sống các bạn phải có mối quan hệ tốt nhất đó là mối quan hệ thân cận. Các bạn nên sử dụng nguồn lực xung quanh. Nguồn lực xung quanh chính là những nguồn lực mà các bạn chưa sử dụng được. Thì đây là một trong video mà anh muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã ngồi lại theo dõi kênh YouTube của Ngọc Anh. Hãy đăng ký, hãy chia sẻ và hãy subscribe kênh Ngọc Anh để các bạn được chia sẻ, trao đi những thông điệp sống, trao đi những thông điệp mới nhất mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cùng các bạn. Xin chúc mừng các bạn một năm 2021, một năm Tân Sửu 2021 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và mạnh khỏe. Và đặc biệt là phải có một từ trong ngôn ngoài, đó là sự giàu có. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.